Bún có một cái Bình Dương, một cái ở thành phố. phun nội thất hả? À, thì trong nhà có gì là mình mua là có như vậy. Nay thấy chị mang đi cái gì nhỉ? Goro hả? Không. Quay Goro cái này nó mới thích chứ. Đáng lẽ luôn. 4 triệu mấy à, Đây là 4 triệu. Ba phòng ngủ, ba toilet. dữ À, 4 toilet chứ. Đây có toilet, đây có khách này. Toilet mình xây được cho khách. ha. Còn mỗi cái phòng riêng thì luôn luôn có toilet. Cái này là cho khách. Không, nhà này đẹp ha. Rộng. Đằng sau nó cũng có dính trời chứ. Nếu như cái căn kia không có, mà căn này có này. Căn này là cái máy chắc này. Đằng sau nó có dính trời, nó trông cho thấy. Cái này cũng toilet thông luôn, toilet rồi hả? Dạ đúng rồi, toilet riêng. Ừ. Đấy, đằng sau nó có cái này cho mình thoáng, mình mở cửa Ừ. đằng trước gió thổi lùa đằng sau được, nên không có bị bí nhà của mình. Ừ. Là bố mẹ các chị người già Ừ. thì không có tiện đi cầu thang, nhưng mình đi đường dưới mà nó thuận tiện hơn, đỡ phải đi lên đi xuống nó bị. Ra này rộng. À, có hành lang nữa ha. Nhà vệ sinh là rộng. Anh chị Vệ sinh thiết kế cũng đẹp đó thiết kế wifi của mình cái gì à, wifi đó, ai cái cắm cổng mạng này. à? Wifi Ủa, cái này là có vòi nước nóng luôn không, hay là cái là có vòi nước nóng lạnh luôn không? Chưa. Tối nay lại có coi cái đăng hè. Hả? Tối nay lại có cái đăng YouTube Ủa chứ em có làm không? Em có làm YouTube không? YouTube em chỉ xem thôi. Sống lạ mà em lại làm gì em đăng lên vậy, cái em bán cũng cũng được mà. Đẹp lên. Đăng à? Tại vì em đăng lên Facebook thì cũng đủ rồi. Ừ. Vô như mình khác, ví dụ như chị hay chẳng hạn, thì em kết bạn Zalo ấy, là em gửi Zalo là nó đọc nét rồi. Chưa chưa mở khóa. Ủa, em thấy Facebook em để hình đại diện của ai à? Dạ. Facebook. À, người yêu chị gái. Cái gì? Chị gái không? Chị gái hả? Còn cái nick Zalo thì là hình em, nhưng mà cách đây mấy năm. À, ở nhìn khác thôi. Ở bên đây làm thoáng mát vậy ta. Cái này là dự án của chị Mai Hai nha, bên chị Mai Hai. Căn nãy nha. Khu bên nãy bên nãy hả? Như là khu nhân cư hiện tại kia vậy. Ừ. Nó sắp xây dựng rồi. Cái này nó xây giống như là chỗ này là khu nhỏ phòng thờ thì. Ừ. Cũng là trong hẻm đúng không?
ở đây thì chị có